Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính bằng 25% trên hóa đơn nước sạch hàng tháng. Việc tăng giá này do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và được thực hiện theo lộ trình giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, mỗi năm tăng thêm 5%. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, việc tăng phí 25% là quá cao. Do đó, người dân và doanh nghiệp cho rằng thành phố cần phải tính toán mức thu cho hợp lý cũng như sử dụng nguồn thu phí đúng mục đích để phát huy tính hiệu quả và lấy được sự đồng thuận trong dư luận. Ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiền mà xử lý nước thải này theo tôi hộ dân á, thì vẫn chấp nhận cái mức phí đóng, nhưng mà cái mức phí nó phải phù hợp với mỗi hộ, mỗi gia đình hoặc là mỗi công ty. Tại vì những cái công ty thì hầu như họ thải nhiều, chứ còn người hộ dân gia đình người ta sống, ta sinh hoạt, ta thải ra rất là ít, cho nên là phải đóng ở cái mức giới hạn nào đó để người ta mới đóng nổi hoặc là người ta chấp nhận. Còn nếu bây giờ cứ hàng năm lên như vậy thì một ngày nào đó thời gian lâu thì nó sẽ lên cái mức quá cao, thì người dân sao ta chịu nổi. Vấn đề thu phí thì tôi cho là được, tuy nhiên cái việc mà các anh thu xong rồi thì mình sử dụng vô cái mục đích để mà mình đầu tư các cái hệ thống mà xử lý thì người dân rất là quan ngành để mà cho làm sạch môi trường. Còn cái vấn đề mà khi mà hiện tại bây giờ thì như các anh đã thấy ở cái kênh này đi, đó thì nó rất là hôi thối vào buổi sáng, cho nên tôi không biết là cái vấn đề mà thu xong rồi có xử lý được triệt để được nước thải cho người dân hay không. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2024, phí xử lý nước thải sẽ tăng thêm 20% lên 25%, tức tăng thêm 5% trên tổng hóa đơn cấp nước sạch hàng tháng. Cụ thể, với người dân đang sử dụng định mức 4 mét khối trên người trên tháng sẽ có mức giá là 6.700 đồng trên 1 mét khối thì phải chịu mức phí 1.675 đồng trên 1 mét khối. Còn giá nước dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp sẽ là 21.300 đồng trên 1 mét khối thì phí khoảng 5.325 đồng trên 1 mét khối. Việc thu phí này được triển khai theo quyết định 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2021 về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 đến 2025. Chu kỳ mỗi năm tăng thêm 5% và giao Tổng công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh, Sawako, tổ chức thu hộ thông qua hóa đơn tiền nước. Cái mức phí này là tính toán theo lộ trình, tức là từ năm 22, 23, 24, 25 thì mỗi năm nó tăng 5%. Cái phần thu này á thì tổng công ty giữ lại được 1% để trang trải các chi phí mà đi thu hộ, và cái phần 99% còn lại là nộp hết trên ngân sách nhà nước để lo các nhiệm vụ duy tư bảo dưỡng, trả lãi cho mấy cái dịch vụ của dự án thoát nước đô thị. Theo quy định, toàn bộ số tiền phí thu được sẽ dùng cho hoạt động quản lý vận hành, duy tu bảo trì hệ thống thoát nước, nước thải, bùn thải của thành phố. Điều này sẽ giúp cho việc giảm mức bao cấp từ ngân sách thành phố, đồng thời đảm bảo nguồn chi trả nợ vay từ các hoạt động đầu tư vào hệ thống thoát nước từ vốn ODA và khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, PPP.